Anh lên vậy em. Không có nói được nữa. Bấm bấm. Không cần nói. Giá này giá tháng 4 ha. Thì ít hàng mua tư lắm. Từ ngày hôm nay chắc nó khoảng 100 kg, cặp biển 100 cây. Cái vườn này cạo 600 cạo cũng vừa một cái được bao nhiêu ký nè. Cái vườn này nếu mà cạo bình thường thì 600 cây này thì đỉnh điểm cao nhất nó thì nó cũng có khoảng 100, 120. Và đỉnh điểm cao nhất của nó là cả đục hai. Ờ đúng rồi. Cũng giờ là còn có thời gian tháng 2 tháng lần năm đó thì nó ít hơn nhiều, ít hơn nhiều sẽ lương mũ từ đầu mũi ra hết hết khổ không đã tính giờ thì cũng đạt được hơn gạo thì mấy phần trăm cũng khoảng từ 30% mà nó có thể hơn cả 30%. Tại vì cái là mình nghĩ nhiều á. Còn mình cạo thì mỗi ngày một cạo này mình 3 ngày 3 4 mình cũng cạo. Lúc nào cũng không mưa thì 3 còn mưa thì ngủ luôn mới 4 năm cũng cần. Như là biến đi làm á. Mấy người mưa là biến đi làm bây giờ khoảng qua ngày hôm sau ngày hôm kia thì có sản lượng mũ tăng lên nhiều. Nó tăng lên để bình thường mỗi 3 thì nó 100 kg mình nâng lại thì lên được 10 kg nữa tí. Nhưng qua ngày á. Nhưng mà độ nó cũng lên đúng không ạ? Cái này nó làm này nó không linh động thì cái là giờ qua ngày thì nó cũng đâu có bị hoặc là mình có công chuyện gì cũng đâu bị giảm mũi gì. Còn nếu mà làm xuyên thì có nó tại mình làm luôn đuổi tay thì như vậy nhưng mà có cũng có tại nè nghe thì ngắn rồi không tại nè vậy chắc trong không được đâu anh lấy được ngày mưa nhiều cũng nhiều. Thì nói chung mùa mưa là mình cạo cái này luôn không có thoát, mình đậy nắp lại rồi mình cạo về mình cạo bình thường nó mình cạo nó bị mưa á. Cái mũi của mình còn mình cạo xong mình về nhà không mưa cũng mình băng. Em làm từ đầu năm rồi đúng không? Đúng rồi. Qua mùa nắng này anh thấy cái độ tăng lên không? Độ tăng lên không? Độ thì không có nãy tăng lên được độ mà cái đạm này bất lợi nhất là gì và cái lợi của nó là gì? Cái lợi nó là mình nói chung là mình không bị ảnh hưởng mấy cái thời tiết mưa gió mình cạo thì nó sẽ không mất cái lượng mũ mình đi. Còn bất lợi thì chưa thấy dấu hiệu gì. Tốn công hả? Thì nó hơi tốn công thôi chứ tốn công như là mình đi mỗi lần đi về chết tính rồi đó. Cái tốn công đó cũng là anh theo anh là có tính vô là cái bất lợi không? Không, tại vì nếu mà mình cạo bình thường thì chắc ngày cạo ngày cũng những 3 ngày thì cái đó đi bù lợi thì mình 10 ngày mới đi bơm lặn mà. Gì? Không kém tính ra nó bằng cái cạo hay là nó đỡ hơn cạo? Không kém nếu mà tính ra nó cũng ngang ngửa với cạo á, chứ nó có đỡ hơn đâu. Tại vì cái thời gian này đi bơm nữa, và bây giờ chớp nữa. Nó ngang ngửa với cạo, ngang ngửa với cạo mà. Nhưng mà làm cái này so với cạo anh cảm thấy đỡ cực không? Thì nếu mà làm như vậy á thì tùy theo cô tầm cây. Cái tầm cây nếu mà cao thì nó cũng cực như cạo thôi, thấp thì nó nhẹ hơn. Cao là mình có bắt ghế đúng không? Ừ đúng rồi, còn thấp như vậy nếu mà cạo cao thì mình cũng có cực, cực. Cái là đục cao nó dẫn mũ đồ cực. Còn này mình đục lên là cái áo không khỏi lo cái vụ đó. Còn cái cao cao quá đầu thì mai bốt lên đó anh định chặt bắt ghế lên xong rồi đặt cái mũ cao lên hay là
nó đặt với cái mũ cao lên chắc là mỗi lần đi xuống nó cực quá. Nếu mà cao lên đó thì mình để ống dài mình lấy xuống, còn nếu không mình để ống cục nè, ống cục đó mình cắt ra dài chút. Cái ống dài này em thấy làm cực công vệ sinh nhiều không? Ống dài này thì nó hơi cực chứ mình mỗi lần đi xuống nó dính dài quá, dính dài quá. Ống này thì tiện nhất, ống này thì chỉ để dùng cho mùa nắng thôi, mùa mưa thì nó sợ mưa gió rồi. Để mình cải tiến về một cái giai đoạn cái công đoạn nào á? Cái này theo như tôi vừa có cái ý kiến là những cái nắp mình nó mình đậy mình như vậy á là mình phải cực cái nắp này. Ô mình phải dời cái chén cho nó vừa con dây. Còn nếu không vừa con dây ví dụ như vậy ha, mình để ví dụ cho coi đi ha, chỉ có cái nắp này thôi, cái nắp này nó hơi cực cái này nè, nó là mình để như vậy là mình cái này nó phải tầm như cái mình không cọc chén ở đây được không, mình phải tầm cái chén này mình mới ra dừa. Còn tôi thấy mà sau này mình chế cái đục ngang này nè đó, là nó sẽ coi như cái chén mình cọc gần ở đây lên tới đây cộng dây dài mình để vẫn được, tại vì cái độ nó nằm hơi nghiêng con dây vậy nè, là nó sẽ phòng được công dây được nhiều, mà lên thẳng được mình vẫn gạch lên thẳng được. Nó là nó chỉ có là cái này là hơi bất tiện, cái này là mình phải giờ chén giờ kiệt mình xin thôi. Còn tôi thấy nếu mà để như vậy là mình nhẹ rất là nhẹ giờ chén này nó vậy ha. Đây thì mình nếu mà dài quá một chút mình xay cái lối này là mình để được. Còn ngay khi mình xay sát vô trong này là mình vẫn để được. Là công dây nó không bị cúp. Nhưng mà nó sẽ ngang qua đây nó sẽ bị cúp ở đây. Không cúp. Tôi cắt nắp thử đâu à, nói vậy mình quét một cái lỗ đây ừ, đúng rồi đúng rồi nó tôi đã thử rồi, coi như là mình phải khác cái lỗ đây nè, như trên cao nè mình quay cái này vô đây chút là mình đưa lên cao được, còn xuống cái này thì mình quay vô đây chút là cổng thòng thì nó vẫn chạy được, để mất công mình rút ra rút vô nữa. Còn rút ra rút vô này mà nếu mà nó thòng quá là mình không để được, thòng nhiều quá là mũi nó không chạy nó vậy đó. Cái để khi đỡ công về thì cái này dư quá thì mình nhét vô con đây. Đúng rồi, nhét vô nhằn chén cũng được, con này nấu mà nếu mà khoảng cách nó dài quá là mình không bỏ một cái hạ chén xuống. Còn thường nếu để cái chén cao đây chút mũ gặp gì khó khăn gì không? Không, cũng thường bình thường thôi. Nếu mà tầm mình để chén đây là mình cạo được con tới chỗ này rồi, khoảng 2 phút mấy rồi. Đó cũng có một khi nấu cái giải pháp mà cái giải pháp nó kia nó mà mình chém làm máng theo kiểu ở trên đây nè, rồi dưới đây mình làm cái máng ấn luôn và mình dùng cái nắp hợp thì không, cái đó chỉ dùng coi mấy cây tơ thôi, cái giò là không được, cái này là nó tại vì cái giò nó nứt nè, là nó gãy theo đường giò nó chạy nó không có nứt. Em có một kiểu khác có kìa, đây nó có làm rồi nhưng mà anh làm cái máng thú mũ hả? Đúng rồi dài nó cũng bị cái da xuống. Này giờ nó nứt nè, nó gịn mình dạ. Làm sao cũng nó cũng chảy nè, tôi mới khám bỏ rồi, tại vì chỉ đó dùng tơ thôi. Cái giường này da nó dày ra không phải cây nào cũng chảy, như mấy cây đó da nó kia đó mình làm sao nó cũng chảy nè. Anh coi ý kiến nào nữa đó, thấy có gì đó vậy đó. Còn cái kiểu này thì theo anh là cũng tạm ổn thôi. Thì năm sau cũng có một số cái sản phẩm mới để nó che mưa cho nó tốt hơn, mà cũng tùy điều kiện cây cao. Cây cao thì xài nắp rồi cho nó nứt, thì cái nắp này cũng không vấn đề, thì chỉ việc khoan lỗ giữa này thôi, cái này thôi, chứ mình gắn cái con dây vô một cửa giờ thì nó vậy đó. Thì trong điều kiện cái nắp này nếu mà mình đứng vậy á là trong vòng 5 đến 6 phân là mình được, phải không? Như con dây dài hơn á, nó cộng này cộng dây dài hơn bắt máy vẫn không sao, vẫn lấy mũ được. Theo anh thì về cái nắp chóp có cần làm cái lỗ xả mũ không? Nếu mà anh xài cái đó thì mình không làm đúng, tại vì thường thường cái xả thì tôi bóp bọc thôi. À, cái xả mũ có nghĩa là khi mà anh đóng á, anh đóng về nắp chóp xả mũ anh có bị mũ vô trong túi khí nhiều không? Ít lắm. Tầm khoảng bao nhiêu phần trăm, hay 500 cây thì anh bị vô tầm khoảng bao nhiêu cây? Không có lâu lắm mới đi lâu, nhưng mình về 5-6 lần cái cây đó nào mình sơ ý lắm mới là bị thôi.
Như vậy không, đầu năm giờ nó chừng bị chừng 5-7 bọc thôi chứ à, không có nhiều. Bọc đầu năm giờ tính ra một lần thì tầm khoảng chưa tới bọc. Vậy nó vậy thì nếu mà nắp chắp của nó xả thì nó sẽ tốn thêm cái công đóng mở. Đúng rồi. Một cái công rất là lâu. Nắp chắp vậy là được rồi. À, được rồi. Theo anh là không cần phải có lỗ xả. Đúng rồi. Lần đầu anh có bị nhiều không? Lần 2 giờ á. Lần đầu tiên á là tại vì lần đầu tiên mà tôi đạo da tái sinh, mình thấy nó bị hơi nhiều. Dạ. Nhưng mà từ hồi tới giờ lên trên da này là hết bệnh á, không bị. Cái tái sinh thì nó mỏng quá. Dạ. Với nó rồ ghề nè, nó không đều nè, mình đóng nếu mà không vô đều thì nó thoát khí, mà vô đều thì nó bị. Còn như đây đóng là bình thường, đóng là không có bị sùi mủ. Vậy theo anh nhận xét chung là cái phương pháp này nó có hiệu quả không? Thì nói chung là một năm nay thì thấy đã mỏng đó. Qua năm sau vẫn tiếp tục vừa sử dụng. Đúng rồi, năm sau tiếp tục. Em thấy được cái là nó đỡ mất vùng da đúng không? Ừ. Đỡ mất vùng da thì mình thấy vừa lâu hơn. Nói chung là nhiều làm một năm thì đây so với nếu mà cạo là nó sẽ mất thẩn thẩn thử là ta mình là cạo là hết da đó. Là còn làm được một năm á. À, vậy là 1.5 tháng cạo là hết vùng da. Đúng rồi, nếu mà cái ốc này là cái đục này là 1.5 tháng là mất như khoảng như đây. Có cái này sẽ tiết kiệm được 8 tháng cạo đi thì sẽ tiết kiệm được hơn 4 lần 5 lần. Đúng rồi, 5 lần vùng da thì cái cây mình sẽ khác lâu dài hơn. Sau này nếu mà sau này chuyển qua cao quá thì bên em cũng có cái cách làm, cái cách làm dành cho nó cao. Nó đóng chớp trên cao hả? Thì cũng có cách đóng chắp trên cao với lại cái che mưa phù hợp trên cao. Nếu mà cao quá thì cũng đang em đang có sản phẩm mới dành cho những cái che mưa dành cho những cái cao như vậy. Nhưng mà có cái là cái con mũi đỡ thấp cũng được, nếu mà làm cao cái con mũi đỡ thấp ngang trên đầu cũng được, chứ không cần phải đưa cao lên quá đầu để đảm bảo mình tốt nó cũng không có thấp. Càng ngày càng nếu mà làm như vậy thì mình phải dời cái phương pháp máng che đó phải dời nhiều lần, tại vì mình thấy cái này mình đâu có thể nào lấy lần lên được, phải áp dụng cây. Yeah. Mà mình dời ở đây bắt buộc phải dời kiện ngay, dời kiện ha, mình kia phải dời thì không cái che mưa đó nó cục bộ, nó cũng giống như cái nắp nhưng mà nó cũng khác. Yeah. Nên cái nó chỉ đẩy lên thôi, nên chén cái đầu nó đó nó không phải ảnh hưởng tới gì. Bây giờ hẹp có nghĩa mình chỉ cần giờ cái một cái xây này thôi. À, vậy thì nó tiện, vậy thì nó tiện. Nhưng mà xây thì tới cả hơn tháng anh mới xây, có thể 1.5 tháng 2 tháng anh mới xây lần, chứ không phải là làm xây liên tục. Thì mình để chỗ đó mình khi nào mình giờ chết ra mình mới xây chỗ. Mà xây cũng đẹp mà. À, thật ra nếu mà có cách làm cũng không xây cũng có luôn, họ xây. Nghĩa là mình vẫn để kiến cố định chỗ, là anh không còn xây. Là làm tầm khoảng có khả năng là tầm khoảng 4-5 tháng anh xoay, có nghĩa là nếu từ xoay thì nó xoay vào bên đây, nếu mà anh lấy một năm lấy một mặt thôi á, giống như này nè. Ừ. Thì anh không còn xoay, khi nào anh lấy hai mặt á. Ừ. Thì anh mới xoay, lấy hai mặt thì có phải 4-5 tháng mình xoay lần. Ừ. Thì nó cũng đỡ vậy, cũng đỡ công hơn. Còn cái nắp này thì nó tiện nhất hiện tại, dùng là nắp này tiện nhất mà được hơi cực cả không á. Nắp là tiện. Ở xung quanh đây nhiều vườn làm á? À? Thấy cũng có. Bên đây thì vườn này, bên đây thì cạo chứ không có khoan. À, cạo mình nhỏ. Cái phương pháp này cạo mình nhỏ, cạo ấp lên cũng được. Được. Nhiều vườn sử dụng cái này nó cạo ấp mình nhỏ thì nó cũng tốn nhau cũng chút xíu à, năm nó tốn như đây. Thì nó tốn cũng ấy nhưng mà. Bên đây nhưng mà nó chỉ tốn tầm khoảng được cạo tầm khoảng 10 xăng à, nó không có tốn hết được cây thì người ta tăng được lấy thời gian cắt hết lên nhiều lâu hơn. Dạ. Thì đỡ một công trồng mới lại hết mất 6 năm lúc đó cũng không có cái gì thu thì cứ nói chung làm vậy thì được. Dạ. Nhưng mà tại vì có nhiều thông tin quá mình cũng không nắm vững, mới làm thì có người đó thì khai thác vậy thì sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất cây nhưng mà mình chứa như ra sao đó. Cái này là ở đây là em làm năm thứ hai rồi, những cái vườn làm qua năm thứ hai vẫn bình thường. Không có ý là nói là ảnh hưởng phẩm chất gỗ á, là cái người thì là nó bị nâu đen cây là nó không còn màu trắng tự nhiên như cây. Cái mà nâu đen là ta sử dụng khí khác thôi để ta làm ta thanh lý cây trong thời gian ngắn,
nhưng mà nếu mà anh làm dùng cái đó để làm trong thời gian dài anh làm giảm thử. Nhưng mà khí khác, nhưng mà khí này nó là khí CH2 acetylene, còn này là CH4, nó là một cái thành phần hóc môn của cây nên nó không ảnh hưởng cây, còn cái kia nó không phải, thì nó chỉ không an tâm ở chỗ đó thôi. Nhưng cũng... mà tác dụng nó như nhau, cái thằng kia tác dụng nó cũng làm cho mũ chảy giống như này nè. Bởi vậy nếu được như vậy thì nó an tâm làm, thì nói chung là làm thì nó rất là ít hao giá. Mình lý là tôi phân vậy là phân thưa hơn người ta đó nha, có người phân dày hơn, nó phân thưa hơn, có người phân dày hơn. Còn này thì phân thưa, thưa thì được cái nó nhanh lành, nhanh đứt cái lỗ, số cái lỗ cũ hơn. Phân thưa thì nó không bị rầu da nhiều, nó lành, nó không bị u da ra. Nó bị liền, cũng liền, không bị u da, còn phân dày thì nó u da nhiều. Nó bắt đầu nó đường ra bằng mặt hơn. Ừ. Cái này nó nhanh lành hơn, phân thưa cũng rất cạo, cái cây, em cảm thấy cái cây nó sẽ tốt hơn. Em thấy về cái so mỗi năm so với thời điểm này, cái tán lá sao? Tháng lá năm nay cũng chưa sao được, tại vì năm nay cái mưa nó hơi trễ hơn mọi năm, nó còn mưa kéo hơn cái dài mấy hôm nay nè, thì cái tháng lá này được thì con tôi nói xanh đậm chưa có bị đổi màu. Cái này thường mới là sẽ làm kéo dài hơn cái phương pháp cởi học tầm khoảng nửa tháng đến tháng, nó đỡ cái cây nó đỡ bị tốn sức. Với lại nếu mà mình cài hát cái lượng mũ vừa phải á thì cái tỷ lệ cây mà khô miệng á nó đỡ hơn, đỡ hơn cả. Nghĩa là trong một năm mà một mùa anh xài tỷ lệ cây bị khô miệng nó thấp hơn. Nếu mà cái lượng mũ mình lấy ra nó phù hợp, mà nếu mà lấy mũ nhiều quá, cái độ nó thấp quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức cây, nó dễ bị cao cũng vậy thôi, cao cũng vậy, yeah. Cao cũng khác nhiều cũng vậy. Cái này nó là cái giống như cái bôi hút vậy, nếu mà anh bôi hút nhiều quá mà cao cường độ cao quá thì nó cũng bị cây khô miệng nhiều. Cái này nó cũng giống vậy thôi, nó cũng cùng một thành phần. Cái bông mình cạo nó cũng ra cái khí này, nó cũng vô trong cây là nó cũng phản ứng ra cái khí lên, nó cũng là một cái phương pháp mà hai cái cách cắt bôi cắt bơm. Nên anh thấy cái bôi sao á thì bơm vậy, bây giờ bôi không ảnh hưởng gì đến gỗ, thì bơm nó không ảnh hưởng gì đến gỗ. Vậy cho dễ, kiểu như mình nếu mình bôi vậy là cái thầu đường nó đẩy vô nhanh hơn, cái bơm này thì nó tốc độ mũ nhanh hơn. Mà nó vừa cá thì nó dễ bị mưa vô thì nó dễ bị tiêu miệng, tại vì anh thấy cái này mũ nó chậm đông mà, thì nước mưa mà nếu mà nó hay bị cái này nó khó vô, tại nó có cái dây mũ này nó bít bít thưa, mà nếu quy cái miệng nữa thì nó là cũng cùng một chất thôi mà hai cái cách tác dụng khác nhau. Như cái này thì nó được cái là nó cái lỗ khoan nó nhỏ, nó không bị tình trạng mà cây nó bị yếu, nó khô, nó giống như anh cạo. Nên cái về cái lượng mũ á thì qua năm sau thì nó sẽ cái sức cây nó hồi phục lại mấy cái miệng cạo cũ này, thì nó sẽ cải thiện được cái năng suất hơn. Dạ, cảm ơn anh nhé. Quên giống người.